Con xin chào thầy cô và các bạn. Con tên là Đồng Thị Lâm. Con học trường quốc tế Pháp và con 13 tuổi ạ. Sản phẩm hôm nay con giới thiệu là sản phẩm nhận diện đối tượng. Ví dụ như ở đây nó sẽ nhận diện tất cả các đối tượng ở đây, ví dụ như có con khấu bông là có dĩa và vân vân và vân vân. Để làm cái này thì trước tiên là phải import hai thư viện này và đọc đọc cái hình ảnh đấy, và lấy thư viện này để nhận diện các đối tượng trước rồi mới vẽ hình ảnh lên, và khi mà mình ấn vào nút play thì nó sẽ hiện lên cái hình ảnh đấy và nó sẽ viết đây là cái gì và cái kia là cái gì. Còn cuối cùng ở đây là để bắt chương trình xong phần con để coi là hết ạ. Thì Lâm chia sẻ thêm về những khó khăn, cái lỗi còn đang gặp phải và những chức năng còn sẽ phát triển trong tương lai. Có nghĩa con sẽ phát triển cho nó sẽ nhận diện được nhiều thứ hơn, có thể nhận dạng nhiều thứ hơn. Con sẽ chạy lại chương trình, đó, cái sản phẩm ấy, con sẽ để song song với cái phần code để các bạn nhận xét nhé. Và tự nhận xét bài làm chưa không? Đừng quên lên. Thứ nhất là bài làm của Vệ Lâm thì có đầy đủ các chức năng cái sản phẩm chính. Con thuyết trình khá là tự tin và có sự chuẩn bị trước. Phần sản phẩm của con ấy thì cũng khá là nhiều các cái hình ảnh. Con đưa vào khá nhiều hình ảnh để cái đối tượng nhận dạng. Tuy nhiên thì nó có một cái phần lỗi nhỏ nhỏ. Phần hình ảnh của con thì nó quá sát cái mép trên, cho nên là khi mà nhận xét các cái chú gấu bông ấy thì cái phần vẽ cái đường viền, cái câu lệnh draw object nó bị thiếu, bị mất đấy. Mất chữ đúng không ạ, bị mất chữ đó. Thì phần này thì thầy Lâm sẽ sửa lỗi nhé, sửa lỗi trên thư viện nhé. Rồi ok, thì trong tương lai thì hy vọng là thầy Lâm có thể phát huy khả năng của mình để có thể nâng cấp thêm cái thư viện, có thể nhận dạng được nhiều đối tượng hơn. Để chúc mừng thầy Lâm đã hoàn thành tốt phần thuyết trình của mình.